chào cả nhà. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của cha chồng mình. Đáng lẽ là nhà mình sẽ tổ chức một buổi tiệc, nhưng vì dịch bệnh nên cả nhà mình quyết định không tổ chức nữa mà chỉ tổ chức trong gia đình thôi. Nên gia đình mình chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng cha chồng mình đại thọ 70 tuổi.乖乖啊，哎，你拔一下它的，我再一次不敢了，下次不敢了，我不要打我，也不要打我。我宠你，这是饼吗？是什么？马子，你肚子饿啊？要吃水果，明天买给你一个荔枝啊。 Oh, this one for Bawang. Oh, no, I want this. You take this.
No, I take this. No. 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 I, because I take the king. No, 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 no. Con thú xanh về cả hải cả. Hay à, hay à, cái à, cái à. Trái thứ gì mà? Giả đơ. Nó là kỳ mẹ. Sì giả. 我还以为是面包做的。 炸鸡给你。这应该都是cream的。炸鸡给你。 Everything is cream. 滚鸡。 I'm gonna 滚鸡。